Đặng Thị Hà học cách vô cùng Đỗ Thị Hà. Bước 1 ạ. Mình chống tay lên đi. Nhưng chị không có eo thì mình chống vào đâu? Tìm đại eo, mình tự tạo eo cho mình đi. Ờ, ok. Mình hỏi nữa. Là 2, bạn bước chân phải lên này. Đấy, mình đánh không sang bên này này. Rồi. Rồi, bước thêm một cái lên này, đánh sang bên này này. Rồi, ok. Vào vòng chung kết luôn này.